Đây ba chung rừng, em dây giống hồn chỉ lần sau cuối. Nên hương trầm nghi ngút khói mờ giờ sắp đến nơi rồi. Em tìm chị đi lần này là ngàn thu vinh biên. Chị ơi chim xa rừng còn thương cây nhớ côi. Nay chị bỏ ra mãi không về. Âm canh dương gian cách biệt đôi đường. Cái chúng rượu đầu tiên em chúc giấc hồn của chị được nhẹ nhàng về coi. Buồn qua lần tiên khóc thương, thôi kể từ nay chỉ bỏ đi rồi. Lần đưa tiếng này là giả kiếp chia vui, thương tiếc tan người phút giây đưa tiên. Mời ông cai quan thay mặt gia đình. Ông đang chậm lo chơi trách nhiệm của mình. Đồng quan tài mẹ tôi nhẹ nhàng êm ái, cho thân xác sao còn được yên nghỉ xa thôi. Và đây xin mời cùng anh em dân đồng, dù khó khăn thế nào cũng đáng lo sao. Đưa linh cổ về lòng đất lành, để mẹ được nhẹ nhàng trong giấc ngủ ngàn thu. Sau đây xin mời các anh em dân đồng, dù có khổ thế nào anh cũng đáng lo sao. Hãy đưa quan tài mẹ em lần sau vui, để mẹ em được mãn nguyện hài lòng. Lệ ghi quang.
Có gặp mẹ chăng chỉ còn trong giấc mộng, bởi mẹ đã xa đi mãi mãi muôn đời. Mẹ ơi giờ cháu con quấn mạnh căng tan, đứng cạnh quan tài khóc tiếng mẹ